Ngày 18 tháng 7, Thủy Tiên và nam ca sĩ Đan Trường chính thức thông tin về việc ly hôn. Nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho 8 năm bên nhau của cặp đôi này. Nam ca sĩ Đan Trường viết, "Chúng tôi rất tiếc khi thông báo trong thời gian này, mong mọi người hiểu." Trước đó ít phút trên trang cá nhân, Thủy Tiên cũng chia sẻ, "Phải nói năm 2021 là một năm có quá nhiều biến động và những sự việc xảy ra đã khiến chúng ta buộc phải thay đổi suy nghĩ và có cái nhìn khác đi về cuộc sống hiện tại. Thời điểm này, thật khó khăn khi phải đưa ra những quyết định quan trọng có thể làm thay đổi cuộc đời, nhưng cuối cùng Tiên vẫn chọn cách sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. Vì vậy ngày hôm nay, xin cho phép Thủy Tiên được thông báo đến các anh chị báo chí, bạn bè và các fan hâm mộ thân yêu về vấn đề ly hôn của Thủy Tiên và anh Đan Trường. Những năm qua, dù hoàn cảnh sống xa cách nhau về không gian, thời gian, nhưng Tiên và anh Trường vẫn cố gắng rất nhiều để có thể nuôi dưỡng tình cảm và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo, khi không có được tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng thì không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Tiên và anh Trường đã yêu thương chân thành, vượt qua nhiều thử thách để đến được với nhau và có được quả ngọt là bé Mathis Thiên Từ. Thiên Từ là cậu con trai mạnh mẽ và tự lập, xung quanh con còn có sự quan tâm yêu thương của mọi người nên Tiên tin sau này Thiên Từ sẽ hiểu và thông cảm cho quyết định của Tiên và anh Trường. Cuối cùng, Tiên xin có vài lời đến gia đình hai bên. Con biết ba mẹ và gia đình đều yêu thương và mong muốn chúng con có thể sống hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, ba mẹ cũng biết rõ hoàn cảnh của chúng con. Sự xa cách từ địa lý cho đến suy nghĩ đã khiến trái tim chúng con cũng xa cách nhau và không thể hàn gắn lại được. Khi sự cảm thông và chia sẻ không còn nữa thì giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Con vẫn luôn tin tưởng cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra và việc kết thúc một chặng đường đã qua sẽ là sự khởi đầu cho một hành trình mới trong cuộc sống. Vì thế, con xin lỗi và mong ba mẹ không quá buồn lòng về chuyện chúng con. Dù biết đây là chuyện cá nhân của gia đình mình, nhưng vì anh Trường là người của công chúng, nên Tiên chọn cách chia sẻ chân thành và trực tiếp một lần duy nhất. Tiên xin được cảm ơn vì mọi người đã dành sự quan tâm mà lắng nghe tâm sự của Tiên. Xin chúc cho mọi người luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chia sẻ với báo chí thì ông bầu Hoàng Tuấn, quản lý của nam ca sĩ Đan Trường, cũng là người đồng hành cùng cuộc hôn nhân Đan Trường Thủy Tiên trong suốt 8 năm qua cho hay, anh cũng như bao người chứ không biết nhiều về chuyện ly hôn của vợ chồng Đan Trường. Cả Đan Trường và Thủy Tiên thuận tình ly hôn, không có chuyện mâu thuẫn, cạch mặt hay đoạn tuyệt gì cả. Cả hai vẫn bình thường dù dĩ nhiên không ai tránh khỏi nỗi buồn ly hôn. Tôi không tiện hỏi chuyện tài sản nhưng Đan Trường và Thủy Tiên không có tranh chấp. Thiên Từ trước nay ở với mẹ thì giờ vẫn vậy, anh nói. Thủy Tiên quen Đan Trường năm 2005 khi anh là người mẫu đại diện cho một hệ thống kinh doanh của cô. Năm 2011, Thủy Tiên gặp lại ca sĩ Đan Trường với tư cách là đối tác của công ty ông bầu Hoàng Tuấn cùng tổ chức chuỗi sự kiện Idol Music Event. Ban đầu thì Thủy Tiên không nghĩ sẽ cưới nghệ sĩ, nhất là người đang sống cách mình nửa vòng trái đất. Nhưng ấn tượng cách Đan Trường cư xử với mọi người, đặc biệt là hành động cứu người khi đi diễn ở khu vui chơi Suối Tiên của Đan Trường đã khắc sâu trong Thủy Tiên. Đan Trường công bố chuyện tình cảm cũng là lần Thủy Tiên mệt mỏi vì lượng fan khổng lồ của bạn trai bổ vây phản đối. Tuy vậy, cặp đôi Đan Trường và Thủy Tiên vẫn vượt qua những khó khăn và đến bên nhau, gắn bó 8 năm với nhiều khoảnh khắc hạnh phúc cùng bé trai Thiên Từ kháu khỉnh. Và ngày 18 tháng 7 năm 2021 cũng đã đánh dấu cột mốc đường ai nấy đi sau khi Đan Trường và Thủy Tiên tuyên bố đã ly hôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.